là bạn Mỹ Hảo. Sau đây tôi xin tự giới thiệu về bản thân. Tên tôi là Triệu Quý Dương. Tôi sinh năm 1995. Năm nay tôi 28 tuổi. Tôi cao 1m67, cân nặng 65 kg. Tôi tốt nghiệp cấp 3. Quê tôi ở Phú Thọ. Gia đình tôi có 4 người, bao gồm vợ tôi và hai con nhỏ. Xin chào các bạn.